Bị nặng nhọc ngày hôm qua, vợ con đâu thấy cảnh này. Anh bà chung tiền xong gì? Ngày này không chung đúng không? Có chung chốc. 60 à? Không nộp 100 thì cũng nộp 60 à? Chị Loan cũng chung. Rồi bà thâu tiền chưa? Rồi thâu tiền chưa? Không, chị á. Tụi bà tự thu chưa? Tự lấy học, lấy bỏ dụi thôi chứ. Mày đợi tao mà nhớ tao lái thì thôi. Cái này mày đi dành đi cứu năm cho ăn tất điều. Vượt rồi 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 hằng nó có qua không? Thằng nó ngay hết, thằng nó trầm hứa luôn. Nhiều không? Nhiều. Mình thấy viêm viêm. Viêm mà ăn. Có viêm viêm không ba? Ăn. Nhưng mà cũng có ăn. Nhỏ nhỏ. Được. Nhìn thấy thì thấy được đó. Baby to.
Châu là thấy ăn nhạo rồi đó. Chứ lo hậu sự gì. Thích cục mùn nó như thế này. Thì... có sáu rồi. Ừ. Lâu rồi. Mai cái lại đi chọt à? Dạ. Biết chỗ gì nè lại? Chưa à. Tú về sẽ có cô xem. Mời mấy giờ đó? Chị không biết, chị chưa đợi. Mời giùm đi ăn gì. Mời cái tờ còn đó không đó, cái là giá mời. Mời. Bà nó rất là làm đi đâu mà đi nè là túi gì không Cali là nay chọn Cali chọn là hợp lý rồi đó ra hợp lý chưa chọn còn muốn mũ riêng của họ má hết đi rồi không phải đâu không Cali chọn cái gì chọn đi chọn sao không biết đi chọn chọn có phải có bị không mà chứ không biết đi cho đi kêu họ khỏi đi ra ngoài rồi thôi mà không có còn lắm đâu có mấy cái gì đâu có sợ đâu nó được y chụp không 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 có bị kiểu như nó lén là an toàn lắm thấy nó nới hàng ra một hàng sợ là sợ nó sẽ khó mày thôi không không một hàng làm nhiều hàng lắm cái đây nè đông lên nhanh ổn mà vô chợ xong có kiểu mà dính chùm nhau vô nên không có khả năng lây những cao chứ cái này còn khá nữa lắm
Ừ. Nhưng chờ lâu. Đặt trong còn nhiều à? Chạy xe nữa.